Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga GT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, vậy là một năm nữa sắp qua đi, năm 2022 sắp đến. Hôm nay mới là ngày 26 tháng 12 năm 2021. Chúng tôi mời các bạn cùng đi dạo chơi trên khu phố đi bộ ở thủ đô Moscow nhé. Mặc dù dịch bệnh khắp nơi đang diễn ra, tuy nhiên tại thủ đô Moscow, một không khí tưng bừng náo nhiệt đang chào đón một năm mới sắp đến. Mặc dù còn cách một tuần nữa mới chào đón năm mới, nhưng trên khắp đường phố của thủ đô nước Nga đều được trang hoàng lộng lẫy. Theo tôi đánh giá có lẽ còn tưng bừng hơn mọi năm. Điều đặc biệt nữa là người dân đi chơi đông như chảy hội dưới cái lạnh âm 10 độ C. Một nghệ sĩ đường phố đang chơi nhạc, do lạnh quá nên anh ấy phải trùm kín mít để có thể chịu đựng được dưới cái lạnh này. Đây là phố Nikolskaya, nằm bên cạnh quảng trường đỏ. Happy at this lovely place.
chúng ta đã đi ra đến quảng trường đỏ, phần 1 của loạt video Đón xuân 2022 đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.